Cộng đoàn phụng vụ rất thân mến, mới đây có một thầy giáo đã tự xin bỏ nghề để tố cáo những cái sự sai trái trong cái việc giáo dục. Thiết nghĩ đó là một lời ngôn sứ để nói lên sự thật. Tuy nhiên thưa cộng đoàn, nói sự thật, nói lời ngôn sứ thì phải chấp nhận đó là cái sự thù ghét, thậm chí đó là cái sự bắt bớ và có thể là cái sự ám hại nữa. Tuy nhiên, ngay từ thời xa xưa, như lời Chúa nói, từ tạo thiên lập địa, các ngôn sứ đã bị bắt bớ như vậy rồi. Chúng ta hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho mỗi người chúng ta cũng biết can đảm để làm chứng cho sự thật. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu nói với mấy nhà thông luật rằng: Khốn cho các người xây lăng cho các ngôn sứ, nhưng cha ông các người đã giết chết các vị ấy. Như vậy, các người vừa chứng thực vừa tán thành việc làm của cha ông các người, vì họ đã giết các vị ấy, còn các người thì xây lăng. Vì thế mà đức khôn ngoan của Thiên Chúa đã phán: Ta sẽ sai ngôn sứ và tông đồ đến với chúng. Chúng sẽ giết người này, lùng bắt người kia. Như thế, thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu tất cả các ngôn sứ đã đổ ra từ tạo thiên lập địa, từ máu ông A-ben đến máu ông Gia-ca-ri-a, người đã bị giết giữa bàn thờ và thánh điện. Phải, tôi nói cho các người biết, thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu. Khốn cho các người, hỡi những nhà thông luật, các người đã cất giấu chìa khóa của sự hiểu biết. Các người đã không vào, mà những kẻ muốn vào, các người lại ngăn cản. Khi Đức Giêsu ra khỏi đó, các kinh sư và các người Pha-ri-sêu bắt đầu căm giận người ra mặt và vặn hỏi người về nhiều chuyện, gài bẫy để xem có bắt được người nói điều gì sai chăng. Cộng đoàn phụng vụ rất thân mến, người Việt Nam chúng ta có câu thành ngữ: thuốc đắng giã tật, sự thật mất lòng. Quả đúng như vậy, nói sự thật nhưng người ta lại không muốn nghe, thậm chí còn bị người ta ghét, bị loại trừ, có khi bị giết chết. Đó là điều mà Chúa Giêsu nói trong bài tin mừng hôm nay về các ngôn sứ. Các ngôn sứ đến loan báo lời Chúa, nói lời sự thật cho dân, chỉ ra những thói xấu, chỉ ra những tội lỗi để mời gọi họ hoán cải. Tuy nhiên, số người hoán cải thì ít, mà số người căm phẫn thù ghét thì nhiều. Thành thử ra, rất nhiều các ngôn sứ bị chính dân của mình giết chết. Chúa kể, từ thủa tạo thiên lập địa, với máu ông A-ben đến máu ông Gia-ca-ri-a bị giết giữa bàn thờ, và vô số các ngôn sứ khác nữa cùng chung số phận. Họ giết chết các ngôn sứ, nhưng sau đó lại đi xây lăng tẩm cho các ngài. Chúa nói, đó là số phận của một ngôn sứ, nhưng trên hết, đó là sự chai lì và sự gian ác của lòng người. Chính Chúa Giêsu cũng là một ngôn sứ và cũng phải chấp nhận sự thù ghét, sự ghét bỏ, và rồi đưa đến sự kiện là ngài bị ám hại, bị chịu chết, chết treo trên thập giá. Ngài cũng phải chết như một vị ngôn sứ. Ngày hôm nay cũng có rất nhiều ngôn sứ của thời đại mới xuất hiện, họ cũng lên tiếng và rồi cũng chịu chung số phận của một ngôn sứ như vậy. Năm 1968, mục sư nổi tiếng của Hoa Kỳ là Martin Luther King, sau một thời gian dài đứng lên tranh đấu chống nạn kỳ thị chủng tộc, chống những bất công trong xã hội, chống lại chiến tranh, ông đã bị ám sát. Sau khi bị ám sát, ông được nhà nước để quốc tang và được trao tặng những danh hiệu rất là cao quý.
hay Đức Tổng Giám mục Oscar Romero, vị hiển thánh của giáo hội. Hôm nay ngày 14 tháng 10, đúng ngày kỷ niệm phong hiển thánh của Ngài đây, năm 2018. Thế thì Ngài nổi tiếng với việc chống lại các vấn đề như nghèo đói, bất công trong xã hội, việc ám sát, việc tra tấn dã man. Năm 1980, Ngài bị ám sát trong khi đang cử hành thánh lễ. Năm 2015, trong lễ phong chân phước của Ngài với khoảng 250.000 tín hữu tham dự, ngay sau khi Đức Hồng Y đọc sắc lệnh của Đức Giáo Hoàng và đang khi cộng đoàn hát kinh vinh danh rước thánh tích, khi đó bầu trời vốn đã xám xịt kéo dài cả một tuần do mưa bão, thì giờ phút đó bỗng nhiên mở ra và mặt trời ló dạng với một vầng hào quang xuất hiện. Trên mạng vẫn còn những cái video quay lại buổi lễ và cái hiện tượng kỳ lạ đó. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta cũng có lòng can đảm để làm chứng cho Chúa, làm chứng cho sự thật, bởi vì tất cả chúng ta đều là những ngôn sứ để loan báo tin mừng, loan báo sự thật, loan báo tình yêu của Thiên Chúa cho nhân loại. Amen.